Các bạn thì ở các clip trước á, thì công ty Vigo Việt chúng tôi đã giới thiệu các bạn rất là nhiều các cái dòng súng Quân Sơn. Thì hôm nay qua clip này thì tôi sẽ giới thiệu các bạn về dòng súng Quân Sơn của hãng Anet Iwata Nhật Bản. Thì với cái dòng súng Anet Iwata Nhật Bản á, thì nó có rất là nhiều các cái model. Thì một trong những model mà thông dụng á, là có thể kể đến ví dụ như là W71 này. Đó, W71 này thì thường là sử dụng để phun gỗ, phun đồ gỗ nội thất. Rồi nó có các kim như là 1.1, 1.3, 1.5, rồi 0.8, vân vân, 1.8. Thì đây là cái dòng súng full rất là phổ biến. Hoặc là chúng ta cũng có thể là có cái dòng súng full các cái keo, rồi full sản phẩm lớn. Là có cái, ví dụ giả sử full cái sản phẩm mà có cái bề mặt lớn thì chúng ta có thể sử dụng cái W77 này, kim 1.5 chẳng hạn. Hoặc là W773G, kim 2.5, vân vân. Thì còn để phun ô tô, xe máy, phun đồ sắt, vân vân, thì chúng ta có thể sử dụng cái dòng súng phun sơn Kiwami. Chúng ta sẽ có cái dòng súng Kiwami -1/3/B4, thì kèm với lại cốc đựng sơn BC-4, BC-4S. Thì đây chúng ta sẽ có một cái khăn để lau. Đó, chúng ta sẽ có một cái khăn để lau. Dòng súng này thì dòng súng mới nên vì vậy là hãng có thêm cái này. Thì tiếp nữa chúng ta sẽ có một cái bàn chải. Và chúng ta sẽ có cái súng đây. Kiwami 1/3/B4. Đó. Đây là dòng súng chính hãng của hãng Anet Iwata Nhật Bản. Chúng ta có thể nhìn trên cái nắp chụp á, thì nó sẽ có 8 lỗ xé tơi sơn nhé. Đó, có thương hiệu của Anet Iwata. Có thương hiệu của Anet Iwata này. Thân này, trên thân này. Thân được mạ lớp chống dính rất là sáng bóng. Và có Kiwami. Đó. Thì chúng ta lật qua bên này thì chúng ta sẽ thấy được là cái có thương hiệu Anet Iwata và thông số kỹ thuật. Trên thân có Made in Japan. Đó, có mắc là 73 áp lực hơi tối đa. Đó, hoặc là 0.7 MPa. Đây là cái dòng súng phun sơn năm 2021. Thì cái súng này á thì có cái nút chỉnh lượng hơi nhiều ít là được mạ chrome màu đen. Còn cái nút chỉnh độ trụm xòe cũng được mạ chrome màu đen. Thì nút vặn rất là nhẹ nhàng. Và cái nút chỉnh đây là nút chỉnh cái lượng sơn nhiều ít này. Đó, cò bóp rất là nhẹ nhàng. Đó, êm ái, dòng súng của Nhật chính hãng. Dòng súng chất lượng cao. Chuyên dùng phun bóng củ keo ô tô xe máy. Thì trên cái nắp chụp sẽ có sự chữ là 13B4. Đó, 13B4 nhá. Đó, chúng ta thấy là 13B4 nè. Rồi chúng ta sẽ thấy được ở trong này sẽ có nắp chụp là K1. Đó, chữ K1. Và bên này nó sẽ có cái logo của hãng Anet Iwata này. Ta sẽ thấy logo của hãng này. Nó sẽ có logo của hãng nhé. Logo này. Rồi tiếp nữa. Cái này nó 1.3.4 đó. Thì trong này nó sẽ có 6 lỗ xé tơi sơn nhé. 6 lỗ xé tơi sơn. Dòng súng này là dòng súng chính hãng. Và cái chất lượng rất là cao. Thì nó sử dụng kèm với lại cốc đựng sơn là BC4S. Đó, cốc đựng sơn BC4S. Đây, chúng ta sẽ có cái súng phun sơn này. Giờ chúng ta sẽ có cái cốc đựng sơn. Chúng ta sẽ có cái cốc đựng sơn là BC4S. Đó, thì đây tôi sẽ lắp cái cốc đựng sơn vào cho các bạn thấy. Đây. Đây là chúng ta đã có một bộ súng phun sơn của hãng Anet Iwata Nhật Bản. Đó, Kiwami.
có một lớp mạ chrome, thì cái nắp chụp thì có mạ chrome màu vàng và cái nút chỉnh lượng sơn nhiều ít, có mạ chrome màu vàng. Đó, chúng ta sẽ xem tường tận chi tiết cái dòng súng phun sơn này. Kiwami đẹp 1B4. Đó. Đây là dòng súng chất lượng cao của hãng Anet Iwata Nhật Bản. Thì trên đây thì công ty Vigo Việt chúng tôi đã giới thiệu với các bạn về cái dòng súng phun sơn Kiwami gạch 1 gạch 13 B4 của hãng Anet Iwata Nhật Bản. Thì để ủng hộ kênh và nhận được các cái review, các cái clip mới nhất, thì quý khách vui lòng like, share và subscribe. Xin chân thành cảm ơn. Chào tạm biệt quý khách. Chúc quý khách thành công.